Chúng ta sẽ xem cái ngôi nhà ở khu vực chợ sinh viên sư phạm Thái Nguyên. Ngôi nhà sẽ nằm trên cái trục đường này, phía bên tay trái màn hình của anh chị. Vâng, xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem ngôi nhà ở khu vực chợ sinh viên sư phạm Thái Nguyên. Thì đây chính là đoạn đường tròn mỏ gạch khu vực bệnh viện mắt. Chúng ta sẽ rẽ vào khu vực đường Lương Ngọc Quyến. Đây là cái khu vực kinh doanh rất là sầm uất ở Thái Nguyên. Thì phía bên tay phải màn hình của chúng ta là khu vực cổng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đây là những cửa hàng kinh doanh này ở trước cổng trường đại học. Còn đây là trường Đại học Sư phạm. Thì ngôi nhà của chúng ta, một ngôi nhà 4 tầng, sẽ ở phía bờ rào của Đại học Sư phạm, khu vực chợ sinh viên sư phạm. Mặt đường rất là to và kinh doanh các mặt hàng phục vụ sinh viên rất là tốt. Hiện tại thì đang trong thời điểm là dịch Covid-19 quay trở lại, vì vậy là cái lượng sinh viên cũng như là cái mật độ dân cư ở đây khá là thưa. Đây đều là những cái cửa hàng, các cái kiosk đang được cho thuê bán những mặt hàng phục vụ cho đối tượng sinh viên. Đây là khu vực chợ. Thì trong thời bình thường ấy, trong thời điểm bình thường thì sinh viên và dân cư ở đây cũng rất là đông, chợ buôn bán rất là tấp nập. Ngôi nhà chúng ta nó nằm phía bên tay trái màn hình. Vì một số những cái điều kiện công việc nên là chúng ta không thể công khai chính xác cái ngôi nhà này. Khách hàng mà có nhu cầu về cái ngôi nhà này thì có thể add Zalo hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại ở phía bên dưới, thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như là những cái thông tin của ngôi nhà này cho anh chị. Ngôi nhà thì được hướng là hướng Tây Bắc và cũng đang được cho thuê với giá khoảng 12 đến 15 triệu đồng một tháng, là toàn bộ ngôi nhà 3 tầng, toàn bộ ngôi nhà 4 tầng. Đây là khu vực chợ sinh viên. Và chúng ta sẽ quay vòng là ra phía mặt đường chính. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái là ra cái đoạn đường chính mà chúng ta đã đi vào. Kia chính là trước mặt, đó chính là khu vực bờ rào của Đại học Sư phạm và các cái dãy nhà dạng đường. Đây, ngôi nhà chúng ta sẽ nằm ở phía bên tay trái này đây. Trong khu vực quanh Đại học Sư phạm này thì còn có trường Đại học Nông Lâm. Và đi một chút nữa thì chúng ta sẽ ra tổ hợp các trường đại học của Thái Nguyên, bao gồm là Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Nông Lâm, Đại học Công nghệ Thông tin. Trong thời điểm không có dịch Covid thì khu vực này thực sự rất là đông đúc và rất là vui vào buổi tối. Thẳng thì chúng ta sẽ ra khu dân cư số 3 Quang Trung. Còn cái đường cắt ngang này, cái đường đang làm này thì đó gọi là đường Lương Thế Vinh. Đây là khu vực khu dân cư số 3 Quang Trung.